Hơn 10 năm qua, ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, có một lớp dạy võ miễn phí đã giúp cho hàng trăm học viên rèn luyện sức khỏe, nhân cách và thỏa mãn niềm đam mê. Lớp học được dẫn dắt bởi những cá nhân nhiệt tâm và trở thành mái nhà hỗ trợ đắc lực cho nhiều trẻ em trên bước đường trưởng thành. Ý tưởng mở lớp võ không đồng được khởi nguồn vào tháng 4 năm 2007 từ trăn trở của võ sư Trần Ngọc Hoàng Chiến trước vấn nạn trẻ em bị xâm hại và muốn giúp các em tự vệ. Lớp học có nhiều đối tượng nhưng đa phần là trẻ em có gia cảnh khó khăn. Hễ mỗi lúc gia đình nào túng quá, thầy trò lại gom góp giúp đỡ. Khoản tiền có khi không nhiều nhưng là sự san sẻ, quan tâm lẫn nhau. Võ sư Trần Thị Quỳnh Giao là một trong những học viên đầu tiên của võ sư Chiến. Từ năm 2011, khi mới 16 tuổi, Giao được võ sư Chiến tin tưởng giao phụ giúp việc dạy võ trong câu lạc bộ, rồi dần dần trở thành võ sư chính dạy miễn phí. Hiện nay, dù đang là tổng phụ trách đội và là giáo viên thể dục tại trường tiểu học Lái Hiếu, nhưng chị Giao vẫn miệt mài kế thừa ý chí và tâm huyết của thầy Chiến để duy trì công việc dạy võ miễn phí. Quãng thanh xuân của tôi gắn bó ở đây thì sẽ có đôi lúc là gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì đây là một cái câu lạc bộ là không thu học phí của bất kỳ một học viên nào, cho nên là có những cái dụng cụ tập luyện rồi trang thiết bị cho các em thì cũng không có. Thì lúc ban đầu thì gặp rất nhiều khó khăn ở về phần này, thì sau nhiều năm phát triển như vậy thì cũng được sự tin yêu của quý phụ huynh, rồi các em võ sinh cũng thấy vậy, rồi mỗi người đóng góp một ít để mà trang bị các cái dụng cụ tập luyện cho các em, thì đến thời điểm hiện tại thì cũng ổn hơn lúc mới ban đầu rất là nhiều. Khi tham gia lớp võ thì những niềm vui ở đây là được cô và các thầy hướng dẫn rất là nhiệt tình, vui vẻ trong giờ học. Bên cạnh đó thì các bạn học chung thì rất là đoàn kết, giúp thầy đỡ lẫn nhau. Để mà dạy theo đuổi một thời gian lâu dài để dạy cho lớp võ không đồng như thế vậy, như thế thì cô Giao với thầy Chiến phải đánh đổi rất là nhiều thứ về thời gian, sức khỏe của mình để tiếp tục với cái đam mê dạy võ cho các em. Lịch học của lớp võ cố định vào các buổi tối thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Riêng sáng Chủ nhật và chiều thứ Hai, chủ yếu chỉ giao dạy cho các em năng khiếu trong đội tuyển của lớp võ không đồng để tham gia thi đấu. Để giờ học thêm sinh động, cô giáo thường đưa ra những tình huống ngắn để võ sinh tập luyện phản ứng nhanh. Như người thầy trước đây của mình, chị Giao luôn dặn học trò về đức võ, phải biết lễ nghĩa, học hành chăm chỉ, hiếu thuận với cha mẹ. Không chỉ giờ học trên lớp, cô giáo tận tâm vẫn luôn dành sự hỏi han, động viên với những cô, cậu học trò đặc biệt của mình. Bé, nói chung là em thấy là nhiệt tình dạy, là nắm tay bé dạy từng động tác, hướng dẫn rất là kỹ, tập đi tập lại rất là rành. Rồi bé về nhà nó cũng ham học, nó cũng thích nữa. Nó rất là thích đi học, ngày nào mà mình nghỉ nó rất là buồn, nó không có chịu nghỉ. Mỗi ngày đến lớp với tôi là một niềm vui. Thì đến đây được hướng dẫn cho các em về những cái kỹ thuật cũng như là những cái đoàn thế đẹp mắt của Vô Vinam. Thì bên cạnh đó tôi còn hướng dẫn cho các em về võ đạo, những gì tôi đã được học từ thầy thì tôi sẽ hướng dẫn lại cho các em. Niềm mong mỏi của tôi thì tôi sẽ ra sức để mà duy trì cái lớp học này rồi ngày càng phát triển hơn, rồi ngày càng có nhiều em học viên biết đến được câu lạc bộ này rồi sẽ đăng ký vào học nhiều hơn. Tính đến nay, chị Giao đã dành trọn khoảng thời gian 13 năm để dạy võ miễn phí cho hơn 2.000 học sinh nghèo ở địa phương. Với võ sư Trần Thị Quỳnh Giao, lớp võ miễn phí không chỉ gói gọn ý nghĩa của một lớp học thông thường, mà nơi đó còn là mái nhà của yêu thương, của tình thầy trò ấm áp. Trưởng thành trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hơn ai hết, cô giáo trẻ đam mê võ thuật thấu hiểu nỗi lòng và luôn có một ước nguyện là ngày càng có nhiều học sinh theo đuổi môn võ này. Vì vậy, mỗi ngày đến lớp, cô giáo trẻ vẫn đầy nhiệt huyết lan tỏa tình yêu võ thuật và cả sự yêu thương ấm áp cho học trò của mình.